Chào mọi người nhé, mình mới nhận được một gói hàng nội dung như này là card đồ họa GTX 2060 gửi cho mình, hàng hóa thông thường, phí cốt khá cao, hơn 50k liền. Bên ngoài thì chưa không ghi thông tin người gửi, không biết bên trong có ghi không mọi người ạ. Mình cứ tưởng là mail, mới đầu mình tưởng là mail cơ, bởi vì gửi trong hộp mail mà. Nhưng khi mình mở ra thì không phải. Đây là một chiếc Giga. Cái này là cái khách chèn là thôi mọi người ạ. 2060 thì không biết là của ai gửi cho mình cơ. Không biết cái tờ mấy tờ giấy này khách có ghi tên vào đây không. Mình dặn nhiều người lắm đấy mọi người ạ. Ai mà nhắn tin cho mình gửi hàng thì mình đều bảo là nhớ ghi tên lên cái gói hàng hoặc là ghi lên cạc để mình còn biết. Nhưng mà nhiều người chủ quan lắm, người ta chả ghi gì cả. Ví dụ như bây giờ mình nhận gói hàng này, mình có sửa ok xong thì mình lại phải đi tìm tin nhắn Facebook của từng người hay của Zalo của từng người một gửi cho mình, nhắn cho mình thì mình mới biết. Có lẽ mình như mình nhận từ hôm qua nhưng vẫn chưa thấy khách nhắn tin cho mình, khách chủ động nhắn tin cho mình cơ, thì mình biết mình sẽ làm một tờ giấy nhỏ mình dán vào đây thì mình mới biết được là hàng của ai mọi người ạ. Thôi video này mình sẽ tháo ra sửa nó xem có sửa được không. Mà nếu mọi người nhìn thấy video này thì nó đã ok rồi đấy. Rồi để mình tháo nó ra nhá. Đúng là không ghi thông tin gì mọi người ạ. Cà khá đẹp mọi người nhá. Dòng này người ta cũng cho ra đồng cày trâu đấy, nhưng mà để mình xem thử xem. Dòng này cày trâu khá căng đấy. Không, chắc không phải trâu đâu mọi người ạ. Hoặc là trâu ở trong điều hòa. Nhìn tản tiếc mát mẻ lắm mọi người ạ. Trên tản có số này. Tem bảo hành 35 mùng 2 tháng 4 năm 21 đến mùng 2 tháng 4 năm 23. Năm 24 mới hạn chứ nhỉ? Hay là đến cái ngày này thì hết. Mình không biết nữa. Nếu như mà 21 22 23 24 mới hết hạn bảo hành. Mà khách đã gửi cho mình rồi à? Hay là 21 là đã hết hạn rồi nhỉ? Mình không biết mọi người ạ. Cũng chưa có Facebook của khách để hỏi cho để mình thử ghi nhận xem sao. Nhưng mà 2060 thì mình thấy nhiều con cũng hết bảo hành rồi đấy. Có khi 21 đã hết bảo hành rồi và nó trụ được đến 23 thêm 25 nữa. Thôi mình sẽ tháo, mình sẽ ghi nhận nhé. Mình đã ghi nhận này, vào ride rồi. Mình sẽ quan sát dòng ăn xem là dòng ăn thế nào nhé. Ui ôi chập mọi người ơi, chập 12V rồi. Như vậy đang chập 12V nhá. Mình thử rút bên dưới ra xem nó còn chập không. Rút ride nhá. Vẫn chập mọi người nhá. Mình sẽ cắm lại ride và mình để bên trên này xem có chập không. Như vậy con này ở khách bị chập 12V. Xuống GLD rồi. Rồi mình đã rút bên trên này ra nhé mọi người nhé. Cắm lại này. Dòng ăn khá cao. Chập, có chập cho mọi người nhé. Này cháy luôn này. Khói ủi thơm quá, khói thơm quá. Ok, bây giờ mình sẽ tháo ra xem sao. Mình nhận tháo mọi người nhé. Vị trí con linh kiện nó lổ rồi mọi người này. Con này giống như là MOSFET. Nối từ 12V này sang 12V bên này mọi người ạ. Như vậy là chập tuyến sau này. Mình cũng chưa nắm được là có phải MOSFET này chập không hay là chạm trên mạch PCB. Nhưng mà nếu mà con này không sửa được thì nhiều khả năng cái vị trí này lỗi cho mình ấy. Mình phải đo trở kháng trước khi sửa thì mới đúng. Mình lười nên mình để thế là dòng ăn quá cao. Mình sẽ vệ sinh qua một chút nhé. Mạch khá bụi. Sau khi đo đạc kiểm tra và đốt mạch mọi người ạ, thì mình đang cảm giác con này đang lỗi và nó nóng ấm nhẹ hơn so với
những con này. Dùng cam nhiệt bằng tay mọi người ạ. Có điều kiện thì sẽ mua cam nhiệt quay cho mọi người xem. Nhưng mà mình với cảm nhận bằng tay của mình nhá, mình cảm nhận được con mắt phép này ấm nhẹ hơn so với dàn này một chút. Rồi mình sẽ thử khò nó ra, không được thì mình sẽ thay, mình sẽ đóng lại nha mọi người nhá. Mình đoán con này chết. Mình đã sửa, nó đã lên hình. Nhưng mà chưa xong đâu mọi người ạ. Mình đang sửa một cách gọi là không đủ linh kiện. Mình tắt đi nhá. Đang lên hình này. Dòng ăn rất là cao, 3,6. Lên hình bình thường thôi nhưng dòng ăn rất cao mọi người ạ. Mình cũng chưa quen với việc là loan dòng như thế nào. Nhưng có thể cho mọi người tham khảo ở một cái này nhá. Không gắn 6 pin thì đã lành nhé mọi người nhé. Nhưng mà đây mình sẽ rút, mình chỉ gắn 6 pin thôi. Con này có chức năng khá hay mọi người, nó phát hiện được. Ví dụ như mình chỉ gắn 6 pin thôi nhé. B2 này. Nó sẽ báo là thiếu nguồn phụ mọi người nhé. Gắn nhưng không đủ nguồn phụ. Có nhiều con gắn như này là mình vẫn bật nguồn lên được đấy mọi người ạ. À quên mất cho mọi người xem đồng hồ ăn dòng nữa. Nếu như chỉ gắn 6 pin mọi người nhé, nó sẽ chỉ ăn 2,mấy A thôi. 2,2, 2,3A thôi mọi người ạ. Đây, mọi người nhìn nhé, nó chỉ ăn 2,2 thôi, 2,5A thôi. Nhưng mà nếu mình gắn đủ nhá, mọi người nhìn này, nó ăn dòng rất là ghê luôn. Nó ăn trên 3A. Mình kích nguồn này. 2,7 nhá, 2,8 nhá, 2,9 nhá. Chưa xuất hình. Đấy, ăn trên 3A là xuất hình nhỉ. Đấy, mọi người nhìn chưa? Đang 3,5 này. Và xuất hình lên đây giờ mọi người này. Mình sẽ can thiệp vào BIOS của nó mọi người ạ. Mình sẽ can thiệp vào BIOS. Can thiệp vào BIOS để làm gì? Để mình hạ điện áp của nó xuống một chút. Vì sao? Vì con này nó bị lổ mạch mọi người ạ. Thôi. Ui. Sao nó... Nó rất nóng đấy mọi người ạ. Chít rất nóng luôn. Mình không biết có ổn nữa không nữa. Mình không biết là con này như thế có ổn không nữa mọi người ạ. Sửa nhưng mà chả thấy an tâm tí nào. Thôi mình sẽ can thiệp vào. Nó bị chết cái con này rồi mọi người này. Nó chết một pha ở trong này nhá mọi người nhá. Pha đấy nó lại không chập, mình đo nó không chập. Nó chết một con cả driver và MOSFET nó tích hợp chung. Đây mình để con đấy ở đây. Đây con này mọi người này. Đây con IC này. Nó tích hợp cả driver và MOSFET chung vào đây mọi người ạ. Mình chưa thay thế nó. Mình sẽ cho mọi người xem. Nhưng mà cái vị trí này mọi người này bị lổ mất linh kiện. Lúc đầu nó lổ ấy mọi người ạ. Mình đã test chạm chập, có câu kéo một chút. Có câu kéo một chút mọi người nhé. Mình chưa gắn lại con này. Đây mọi người ạ. Pha này mới là pha chập. Và cảm nhận hai pha này của mình là sai. Mình đã tháo cả ba pha ra. Thì tháo cái pha này thì nó hết chập mọi người ạ. Vì cái bo mạch đời mới này nó thản nhiệt rất tốt. Nên là mình rất khó để bóc ra từng pha một. Thôi nhá, mình cứ gắn thử vào, chạy thử xem mà nó có chạy được không mọi người nhé. Nó tản nhiệt rất nhanh nha. Vừa nãy ăn đến hơn 3A rất là nóng. Nhưng mà nó đã tản nhiệt xong rồi đấy. Sờ vào lại như bình thường. Thôi mình sẽ gắn vào bên của mình cho xuất hình thử. Và lưu BIOS của nó trước đã mọi người ạ. Mình sẽ thử gắn một. Thực ra mình đảo rồi đấy mọi người ạ. Nhưng mà cái pha này nó có vấn đề gì đấy. Nó vẫn cứ chập. Nên là mình không gắn lại vội. Bây giờ mình sẽ hạ xung của nó xuống mọi người nhé. Mình sẽ hạ xung của con này xuống để tận dụng và test thử xem là VRAM có lỗi hay không. Mình ta gắn vào máy của mình, bật nguồn, nó đã lên hình mọi người ạ. Chờ nó vào win mọi người nhé.
cảm giác sửa chiếc này nó cứ như nào mọi người ạ, nó không an tâm. Mình sẽ vào test. Như vậy ở trên đây thì xác định được là BIOS của nó ok. GPU khả năng cao không lỗi. Đây mọi người nhá, TU106 mình cứ lưu lại đã. 6GB VRAM và Samsung. Con này chạy VRAM GDDR6 mọi người ạ. Giga 2060. Mình xem lại cái tên của nó mọi người ạ. Nó có cái tên đấy. Đây là mọi người này, GVL2060D6. GVL2060D6 trừ 6GB 6GD và VRAM Samsung. Mình ghi thêm chữ D6 ở đây nữa. DDR6 cho nó phân biệt. Như vậy là tạm thời là ok mọi người nhá. Bây giờ thử test VRAM xem sao. Test VRAM kiểu này thì nó sẽ không liên quan đến GPU mọi người ạ. Chắc là mình test xem nó sẽ ok. Lát nữa mình sẽ test thử bằng tool test VRAM nhé. Con này cũng là một trong những con 2060 đầu tiên mà mình sửa. Mình mới sửa con này con thứ ba thôi. Thì một con không được, một con thì ok, nó chỉ lỗi nhẹ thôi thì mình sẽ trả lại cho khách. Nhưng con này lỗi khá nặng. Mình sẽ test thử một chút. Không được mình sẽ hạ cái xung này xuống mọi người ạ. Hạ cái xung của core và mem này xuống. Không biết có chạy nổi không. Nó mà mất một pha mọi người ạ. Mất một pha thì chỉ còn 3 pha thôi. 3 pha thì không biết có chạy nổi không. Mình sẽ test ở 4K nhé. Xem thử bên ra mày có ok không rồi mọi người này. Mình sẽ bật cái tab này. Ôi chưa gì đã làm 9 độ rồi mọi người ạ. Đang test VRAM. D6 GPU không ăn tí nào nhá mọi người nhá. Mình có xác một chiếc 2060, mình sẽ bóc thử một con ở bên đấy sang. Con driver và MOSFET tích hợp ấy, mình sẽ bóc sang, mình thay thử sang cho con này xem nó còn chập không. Nếu nó vẫn chập thì có lẽ mình sẽ tách cái file ra mọi người ạ. Mình sẽ không dùng cái file nữa. Ôn test ok này, khả năng là VRAM là ok đó mọi người ạ. Thôi bây giờ sẽ bắt đầu cái bài test này thử. Mình nghĩ là chưa chắc em nó đã chạy lỗi đâu. Bởi vì nó mất một pha, mà mất một pha thì nó yếu. Con này ăn điện hết mọi người ạ. Mình thấy nó lát hình mà nó ăn như thế là khá nhiều điện đấy. Quạt có quay nhé mọi người nhá. 70 độ này. Độ rồi mọi người ạ. Memory ăn căng như mọi người ấy. Memory ăn 7000 này. Đúng là GDDR6 ấy.
nó đẳng cấp hơn hẳn mọi người ạ. GTR 6, memory 7000, quá ghê gớm, quá ghê gớm mọi người ạ. Thường DDR5 mình thấy chỉ tầm khoảng 4000 thôi, hoặc là 4000, chủ yếu là 4000 và 3500. Như vậy là 3 pha nhưng nó vẫn chạy khá tốt mọi người nhá. Mất một pha đấy. Nhiệt độ 81 độ rồi mọi người kìa. Mình thấy vẫn lên nên mình test thử thôi, xem thử nó kéo như thế nào. Mình sẽ quay full quá trình cho mọi người xem mà nó bị sao nhá, có bị sao không. Mình sợ về lâu về dài nó không ổn vì mình thấy nó ăn khá nhiều điện. Đấy, phân cảnh như 14 mình thấy là ông vẫn ổn đấy, hình ảnh khá đẹp, hình ảnh 4K chỉ ra là khoảng 37-38 FPS thôi nhưng mà hình ảnh khá đẹp, mình thấy khá hơn nhiều. Đúng là 4K 8K vẫn là một đẳng cấp khác, hình ảnh nó mịn lắm. Mọi người nhìn qua camera không biết có thấy nó mịn hơn không. Như vậy con chip, con lõi của nó vẫn ok đấy mọi người ạ. Con TU này vẫn khá ok. Mình sẽ tạm thời dừng video để thay thế con kia, sau ấy mình có thể sẽ test lại nhá. Mình đã thay thế zin nguyên bản lại cho nó, nhưng mà cái con phép mà nó bị lổ ấy mọi người ạ, thì mình không thay thế được, bởi vì là nó cái con phép bị lỗ ấy mọi người ạ. Nó làm con mốt phép đôi mà mình hiện không có, nhưng mà sau khi mình tháo ra ấy thì là mình phát hiện nó vẫn chạy và nó vẫn lên bình thường. Mình chỉ gắn được một cái file kia thôi. Cái chỗ đấy nhá thì mình sẽ phủ keo UV lại, nhưng bây giờ mình sẽ test thử benchmark xem mà nó chạy có ok không. Nếu nó vẫn ok ấy, thì có lẽ mình sẽ giao cho khách. Con này thì cũng lên test lâu lâu một chút mọi người ạ. Benchmark lần 2 sau khi mà đã benchmark lần 2 sau khi mà đã thay đủ 4 pha xem nó chạy có ok không. VRAM DDR6 ấy mọi người ạ, VRAM thế hệ mới, sùng nó quá là cao luôn. Và cho một tí âm nhạc mọi người nhé. Ôi mình đang cắm dây HDMI lên là con này không cổng DVI mọi người ạ, cắm dây HDMI lên là nó đang xuất âm thanh vào cổng HDMI rồi. Cái não của mình nó nhìn cái này nhiều quá hay sao mọi người ạ. Bây giờ trong đầu mình đang vang lên đúng cái điệu nhạc của những cái hình ảnh này luôn, khớp luôn. Đúng, mình ám ảnh rồi mọi người ạ. Thôi xong, không hề có âm thanh nhá mọi người nhá, nhưng mà trong đầu mình nó cứ vang lên cái điệu nhạc khi mà test cái này. Nó còn khớp hình ảnh nhá mọi người ạ, mình nhớ nó khớp hình ảnh luôn đấy.
Tức là mình bị ảo giác rồi đúng không mọi người? Sửa Vega nhiều quá bị ảo giác rồi mọi người ạ. Không biết có ai bị giống mình không? Như vậy là VRAM không lỗi, VRAM khá tốt. Ở đấy nhiệt độ cao mọi người ạ, 81 độ. À quên mất, chiếc Vega này của ai thì vào nhận giúp mình nhá. Cái gói hàng này của anh ấy không ghi tên, mà mình tìm Zalo với Facebook của mình từ sáng đến giờ cũng chả thấy anh ấy đâu, chả thấy tên của anh ấy gì cả, không biết của ai gửi cho mình luôn. Trong ngoài không hề có tên, còn cái vỏ ni lông kia mình bóc đi rồi, không có tên của anh ấy đâu, không biết là ai gửi cho mình nữa. Ai gửi cho mình thì liên lạc với mình để mình trả hàng nhé. Khách gửi cho mình mà lại không ghi tên mới không ghi số điện thoại này thì mình không liên lạc được lại được rồi. Ít ra là ghi Facebook hay ghi Zalo gì đấy thì mình còn liên lạc lại được. Dạo này mọi người mà cứ nhắn tin và gửi hàng cho mình đều bảo mọi người là phải ghi tên với Facebook hay là tên Zalo hay số điện thoại của mọi người ở bên ngoài thì để mình còn liên lạc lại cho nó dễ. Khi nắm lúc mình sửa xong là mình không liên lạc lại với mọi người. Như vậy là nó đã ok mọi người nhá. Mất hơn 4 phút nữa để test. Số điểm thì cũng vẫn vậy thôi. Nhưng mà khả năng là 3 pha thì nó sẽ chạy, nó sẽ 4 pha nó chạy, nó sẽ đỡ nóng hơn là 3 pha. Thôi mình sẽ kết thúc video tại đây. Khách hàng có chiếc 2060 của Gigabyte gửi cho mình thì nhắn tin lại cho mình nhá, hay gọi điện lại cho mình để mình gửi lại hàng nhá. Mình đang không biết là cái chiếc này của ai đâu. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Chúc mọi người một ngày vui. Nếu mọi người thấy video hữu ích, ấn like và đăng ký kênh giúp mình. Cần sửa chữa thì liên hệ với phần mình qua phần mô tả của video ở ngay phía dưới này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chào tạm biệt tất cả mọi người.